Chiến thắng kẻ thù thì cần phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích. Toàn dân đánh giặc, tĩnh vi nông, động vi binh, đánh giặc bằng nhiều thứ quân. Để tạo nên sức mạnh thì cần phải có sự đoàn kết nhất trí, vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của Đảng, những tư tưởng chiến lược trong nghệ thuật lãnh đạo quốc gia và quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mãi còn nguyên giá trị. Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Tin dân, dựa vào dân, sống và đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao trong tư duy và trong hoạt động thực tiễn của Đảng, của Bác để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc. Khi đất nước buộc phải chia cắt làm đôi, đối với Bác Hồ, đó là một nỗi đau khôn tả. Người thường nói, nước ta là một, dân tộc ta là một, Nam Bắc cùng nhau sát cánh, kề vai chiến đấu để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Bằng tiền bạc, vũ khí trang bị hiện đại, dựa vào quân đội, chính quyền Sài Gòn, đế quốc Mỹ hy vọng áp đặt chế độ thực dân mới lâu dài trên đất nước ta. Nhưng chúng đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo đầy thao lược của Đảng và Bác, đã bình tĩnh chấp nhận cuộc đụng đầu lịch sử một cách chủ động kiên quyết. Chống phá miền Bắc nhằm hỗ trợ cho nỗ lực quân sự ở miền Nam luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 5 tháng 8 1964, Mỹ dùng không quân, hải quân mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn, gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Mỹ dùng beng, những cuộc ném bom này là bước ngoặt chiến tranh, tinh thần Bắc Việt đang tàn rã. Song chúng đã thất bại thảm hại. Ngày 17 tháng 6 năm 1966, Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước, đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược, hòng ăn cướp nước ta. Nhưng chúng đã thua to. Chúng ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưỡng ngụy quyền ngụy quân làm công cụ hại dân phản nước. Chúng dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất độc hóa học, bom napalm, vân vân. Chúng dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi rất vẻ vang. Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá miền Bắc nước ta, hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam và hòng ép chúng ta đàm phán theo ý muốn của chúng. Nhưng miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta càng hăng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Người người lớp lớp đăng ký xung phong ra trận. Hàng chục vạn nhân dân đã đưa gia đình sơ tán về thôn quê để nhận những vị trí chiến đấu mới, và máy móc phân xưởng cũng lên đường. Lời kêu gọi của Bác đã cổ vũ mạnh mẽ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến,
tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cử người đi đánh Mỹ, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, diễn ra sôi nổi. Những ngày này, cả nước vang dậy tiếng súng chống Mỹ. Giặc đến ban ngày, ta tranh thủ làm đêm, để thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ chiến lược là vừa chiến đấu vừa sản xuất. Các lực lượng vũ trang nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Khẩu hiệu nhằm thẳng quân thù mà bắn được nêu cao trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Giai cấp công nhân nêu cao quyết tâm, chắc tay súng, vững tay búa. Nông dân tập thể nêu cao quyết tâm, chắc tay súng, vững tay cày. Cán bộ nhân viên thi đua thực hiện ba cải tiến. Phong trào phụ nữ ba đảm đang, thanh niên ba sẵn sàng, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt phát triển mạnh mẽ. Từ trong phong trào thi đua yêu nước, quân dân miền Bắc triệu người như một, lập nên những chiến thắng lẫy lừng. Đã có một lũy thép Vĩnh Linh, một đất lửa Quảng Bình, một cồn cỏ Anh Hùng, một bản anh hùng ca Nam Ngạn Hàm Rồng, nhiều tập thể và cá nhân anh hùng mà tên tuổi được gắn với những chiến công xuất sắc như chiến công của bộ đội tên lửa, đơn vị lão dân quân Thanh Hóa bắn cháy máy bay Mỹ, đơn vị pháo binh dân quân gái xã Ngư Thủy Quảng Bình bắn cháy tàu chiến Mỹ, vân vân. Đó là bản anh hùng ca về chiến tranh nhân dân. Thăm lại Phù Vân, xã anh hùng lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng, Hà Nam. Nơi đây, trong 10 năm chống Mỹ, với phong trào toàn dân làm việc nước, liên tục giữ vững và phát huy truyền thống Phù Vân đất lửa kiên cường, anh dũng, với sự tích 8 cô gái giỏi làm Vân, cùng tấm gương chiến đấu anh dũng của cô dân quân Nguyễn Thị Khải, bị thương vào ngực không chịu rời trận địa. Hai chị em gái Thu và Đông nhận được tin mẹ bị bom chết, vẫn nén đau thương, nhờ chi bộ đảng và nhân dân giúp đỡ lo tang mẹ để chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Dưới ánh sáng của nghị quyết Trung ương lần thứ 12, tháng 12 năm 1965, cuộc chiến tranh yêu nước của đồng bào miền Nam phát triển mạnh mẽ. Một làn sóng tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, dâng cao khắp mọi nơi. Ở khu 5, Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, chiến tranh du kích phát triển. Lực lượng du kích vừa sản xuất vừa chiến đấu. Phong trào thi đua trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, đơn vị anh hùng diệt Mỹ được dấy lên sôi nổi. Nhiều tấm gương dám xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc như Nguyễn Văn Trỗi, vân vân, mãi mãi ngời sáng. Hãy nhớ lấy lời tôi, nhớ lấy cuộc đời người công nhân trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi, đã tự nguyện sống và chiến đấu như một người cộng sản, dẫu chưa được là đảng viên của đảng. Chàng trai thợ điện đó đã thắp sáng đời mình bằng sự giản dị và cao quý. Những lời cuối cùng là lời anh gọi bác, gọi tên đất nước, và anh hy sinh vì mảnh đất này. Tôi chiến đấu ở trong tiểu đoàn 307, trở thành anh hùng xung kích của tiểu đoàn 307. Tôi được tuyên dương anh hùng lần thứ hai. Như thế là mùng 7 tháng 5 1956, lúc bây giờ mới được gặp bác, gặp nhiều lần. Thì mà chính đó nó thúc đẩy cho tôi thấy rằng mình trẻ, bây giờ gặp lãnh tụ, đó là một ước mơ. Và chính cái động viên của mình á, là từ cái lãnh tụ, từ cái quê hương. Bây giờ làm cách nào để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cho nên những cái ước mơ, những cái lãnh tụ đó, nó kích động ở trong lòng tôi, mãi mãi trong lòng. Cho nên khi giải phóng miền Nam, tôi rất là sung sướng. Mặc dầu tuổi lớn, nghỉ hưu, nhưng cũng không bao giờ muốn nghỉ. Tôi nói hưu, nhưng mà không nghỉ. Không phải làm hoài, làm khi nào quả tim mình ngừng đập. Trong cuộc chiến tranh nhân dân, phụ nữ là lực lượng quan trọng. Các chị đã vận động chồng con ra đi cứu nước, đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, tham gia du kích, quyên góp lương thực, thực phẩm, vân vân để tiếp tế cho kháng chiến. Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Những hành động cao đẹp của các mẹ, các chị tiêu biểu cho khí phách hiên ngang và sức mạnh hào hùng của phụ nữ Việt Nam. Kể sau hết tên tuổi những nữ anh hùng: Nguyễn Thị Út,
Lê Thị Hồng Gấm, Trần Thị Lý, vân vân. Những con người khi đối mặt với cái chết vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, sống trung thành, chết thủy chung. Chiến tranh đã qua đi, tiếng súng đã im, tiếng bom rền pháo dội không còn nữa. Phải tới 25 năm sau, chúng tôi mới có dịp đến thăm địa đạo Củ Chi, với trên 200 km đường hầm tỏa rộng trong lòng đất. Nơi đây đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành địa danh nổi tiếng trên thế giới. Với khẩu hiệu một tấc không đi, một ly không rời, dựa vào hệ thống đường ngầm, công sự, chiến hào, cán bộ chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ, bảo vệ quê hương, bảo vệ căn cứ cách mạng, thiết lập vành đai diệt Mỹ ngay sát đô thành Sài Gòn để trở thành thế trận vững chắc để tiến công tiêu diệt kẻ thù. Thăm Đà Nẵng, thành phố miền Trung. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, địch đã dùng nơi đây làm bàn đạp tiến công vào lực lượng của ta trên khắp các chiến trường khu 5. Cuộc đấu tranh để giành độc lập tự do của nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hết sức gay go và quyết liệt. Với mục tiêu duy nhất, tất cả để chiến thắng, Đảng bộ và nhân dân thành phố cùng các xã, phường nội thành và vùng ven như Hòa Liên, Hòa Hiệp, Hòa Hải, Hòa Tiến, v.v. đoàn kết một lòng, bất chấp mọi hy sinh mất mát, quyết tâm bám đất giữ làng. Xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, làm sáng chói thêm những trang vàng trong bản hùng ca của dân tộc Việt Nam. Khi đặt tay Huệ thì Huệ nghĩ là có cũng không có, mình chẳng nghĩ cái anh hùng nó lớn quá, không bao giờ mình dám nghĩ đấy. Thì đến người thứ sáu, người thứ bảy, qua người thứ tám là Ngô Thị Huệ, thì ông xã mình mới bỏng sốc, mình lên ông chạy. Chạy thì mình cười mà mình xấu hổ vì con cháu chủ nhật cũng về đông. Nhìn thấy thì thấy ơi dòng nước mắt anh chạy. Thì khi mình bị thoải xuống thì cả nhà òa khóc, thì thấy anh là người khóc đầu tiên và người chạy nước mắt đầu tiên. Thì lúc đó Huệ mới biết mình là được phong tặng anh hùng, nhưng cũng rất sợ. Làm gì đây, có xứng đáng được cái danh hiệu đó không? Làm gì đây để cho nó, những người đã khuất đi, họ thấy rằng mình nhận cái này không phải của riêng mình mà của tập thể, của đồng đội mình ngã xuống. Thời gian như dòng sông cuộn chảy, làm sao kể hết được cuộc đời của trăm nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng như mẹ Phạm Thị Diệu, xã An Ngãi, Long Đất, Bà Rịa, Vũng Tàu, đã hy sinh trọn vẹn hạnh phúc, tình yêu cho mùa xuân đại thắng. Bà Má Mười chỉ có một người con gái duy nhất, chị cũng đã giác ngộ và tham gia cách mạng, tiếp bước người cha của mình và cũng đã anh dũng hy sinh. Từ những cái cống hiến to lớn như vậy thì Đảng và Nhà nước đã phong tặng Má Mười là mẹ Việt Nam anh hùng, và Má Mười đặc biệt hơn nữa cũng đã từng trực tiếp tham gia cách mạng, và chính những cái thành tích cao quý ấy đó của người con gái của Long Đất, của Võ Thị Sáu, thì Má Mười cũng đã được Đảng và Nhà nước vinh dự trao tặng 50 năm huy hiệu 50 năm của Đảng. Chia tay mẹ, xin tặng mẹ câu thơ của nhà thơ Viễn Phương đã viết: chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường. Con của mẹ ra đi không bao giờ trở lại, mẹ khóc mỗi hoàng hôn. Thi đua mỗi người làm việc bằng hai, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Trên miền Bắc, phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước đã trở thành cao trào cách mạng cuồn cuộn dâng lên. Từ thủ đô Hà Nội đến Vĩnh Linh khói lửa, từ lực lượng vũ trang đến nhà máy, công trường, đồng ruộng, tất cả đều cố gắng thực hiện những điều Bác dạy. Chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của dân tộc ta. Từ cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh đã sản sinh thêm nhiều tập thể và cá nhân anh hùng. Trong số những trí thức lớn thời đó, không ai có thể quên giáo sư, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, người đã từ bỏ giàu sang ở nước Nhật để trở về Việt Nam tham gia cách mạng ngay từ những ngày đầu gian khổ trên chiến khu Việt Bắc. Khi cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, cùng với bom đạn kẻ thù là sốt rét hoành hành, có không biết bao nhiêu chiến sĩ, thanh niên xung phong bị sốt rét quật ngã,
không thể ngồi yên trên chiếc ghế viện trưởng. Giáo sư đã xung phong ra chiến trường để nghiên cứu và trực tiếp chữa trị cho bộ đội. Và chỉ một khoảnh khắc thôi, vào một buổi chiều tháng 4 năm 1967, ở một cánh rừng Trị Thiên, Huế, một quả bom rơi đã cướp đi một con người cao thượng, một nhà khoa học, một người trong số những người được Bác Hồ yêu quý. Trong khói lửa chiến tranh đã xuất hiện những điển hình dạy tốt, học tốt. Các thế hệ nam nữ thanh niên được giáo dục trong nhà trường đã lần lượt lên đường chiến đấu với niềm tin mãnh liệt vào ngày thắng lợi cuối cùng. Tháng 1 năm 1967, về thăm Thái Bình, tỉnh đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc một hecta, Bác Hồ nói, các hợp tác xã nông nghiệp là đội quân hậu cần của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên hợp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cố gắng như chiến sĩ ngoài mặt trận. Lời của Bác là nguồn động viên to lớn giai cấp nông dân miền Bắc vượt lên khó khăn, ra sức sản xuất, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bác không chỉ động viên khen thưởng kịp thời cán bộ, nhân dân lập công xuất sắc, mà còn trực tiếp đi thăm bộ đội ngoài mặt trận, trên mâm pháo. Và sự quan tâm sâu sắc của người đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ phòng không không quân đang canh giữ bầu trời Tổ quốc. Cùng với nhân dân, các văn nghệ sĩ cũng lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, trong đó có sự tham gia của các phóng viên Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đơn vị anh hùng. Thời kỳ năm 1964-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ của cả dân tộc đã trở thành đối tượng miêu tả chủ yếu của điện ảnh tài liệu cách mạng. Những năm tháng đó, dưới làn mưa bom đạn, các phóng viên tài liệu thế hệ đàn anh của chúng tôi đã có mặt trên khắp các mặt trận, ở nơi đầu sóng ngọn gió, để làm nên những bộ phim gây được tiếng vang trong nước và trên thế giới. Nhiều người biết đến cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam qua các bộ phim Lũy Thép Vĩnh Linh, Đầu Sóng Ngọn Gió, Những Cô Gái Ngư Thủy, Đường Ra Phía Trước, Cồn Cỏ Anh Hùng, Ngã Ba Đồng Lộc, Trận Địa Mặt Đường, Cầu Hàm Rồng, Hà Nội 12 Ngày Đêm. Những bộ phim đã gây xúc động đối với hàng triệu người trên thế giới, tạo được sự cảm thông và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam anh hùng. Những giọt nước làm thành biển cả. Các nghệ sĩ điện ảnh tài liệu đã làm cho những bộ phim mãi mãi trở thành chứng nhân của lịch sử, là niềm tự hào của chúng tôi. Nhắc nhở lớp người kế tiếp phải làm sao giữ vững truyền thống đơn vị anh hùng, làm được nhiều bộ phim tài liệu thể hiện công cuộc đổi mới của Đảng và những thành quả to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước, được quần chúng nhân dân yêu thích, mến mộ. Trước những chiến thắng dồn dập của quân và dân hai miền Nam Bắc, ngày 6 tháng 1 năm 1967, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tưng bừng khai mạc tại Hà Nội. Đại hội mang đến cho chúng ta khí thế hừng hực của những người chiến thắng và chiến đấu sôi nổi của những tập thể và cá nhân anh hùng. Đại hội đã mở ra một cao trào thi đua mới của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong toàn quân và toàn dân ta. Phát biểu khai mạc đại hội, Bác nói: Thưa các đồng chí, thưa các đại biểu, chúng tôi thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoan nghênh các đại biểu. Tôi lại thay mặt các đại biểu mà gửi lời thân ái chúc mừng đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng. Báo cáo tổng kết những thắng lợi của phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đọc: Thắng lợi của chúng ta chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong lịch sử dân tộc ta, chưa bao giờ chủ nghĩa anh hùng cách mạng phát huy cao độ, toàn diện và phổ biến như ngày nay. Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng sôi sục tinh thần quyết chiến, quyết thắng quân thù xâm lược, là chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời tinh thần hy sinh, chiến đấu, lao động quên mình. Không thể kể hết được tên tuổi các đơn vị và cá nhân anh hùng đã làm nên những trang sử vẻ vang của đất nước.
Nguyễn Văn Bảy, chiến sĩ lái máy bay dũng cảm, Trần Thị Lý, Ngô Thị Tuyền, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, Thái Văn A, chiến sĩ cồn cỏ dũng cảm, ngoan cường. Tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân bắn rơi 92 máy bay giặc Mỹ. Các anh hùng Hồ Giáo, Trần Hanh, Lâm Văn Lịch, Nguyễn Hữu Ngoạn, Trần Văn Tị, Phan Bá Hoa, v.v. Các cháu thiếu niên nhi đồng dũng cảm, Hoa Xuân Tứ, liệt hai tay vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Nguyễn Bá Ngọc quên mình cứu bạn. Mẹ suốt trèo đò mấy trăm ngày đêm, dưới làn đạn lửa đưa bộ đội qua sông, v.v. Đại hội đã tuyên dương 111 anh hùng và 45 đơn vị anh hùng thuộc các quân chủng, binh chủng, các mặt trận nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật. Đó là cả một vụ mùa bội thu trong cao trào thi đua chống Mỹ cứu nước. Chào mừng các anh hùng, Bác căn dặn: có anh hùng là vì có tập thể anh hùng, có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, đảng anh hùng. Các đơn vị anh hùng, các anh hùng phải khiêm tốn học hỏi, giúp đỡ nhau tiến bộ, không ngừng sản xuất, công tác và chiến đấu. Từ trong phong trào thi đua yêu nước, quân và dân miền Bắc đã tỏ rõ sức mạnh của một dân tộc có truyền thống yêu nước, bất khuất. Trong hơn 4 năm, từ 1964 đến 1968, miền Bắc đã bắn rơi và bắn cháy 3.234 máy bay Mỹ các loại, bắn chìm và bắn bị thương 143 tàu chiến và tàu biệt kích, buộc Mỹ phải tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc, tạo điều kiện cho miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, vào những phút đầu của mùa xuân năm 1968, trong ngôi nhà sàn của Bác, trước sự tĩnh lặng của cỏ, cây, hoa lá, chim muông, người viết thư chúc Tết đồng bào. Nhân dịp năm mới, với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Lời của Bác là tiếng kèn xung trận. Bước vào Tết Mậu Thân 1968, tiếng súng tổng tấn công đã nổ. Được các lực lượng vũ trang hỗ trợ, quân chúng khắp nơi nổi dậy với khí thế tiến công mạnh mẽ. Trên nhiều vùng nông thôn, nhân dân vùng lên đập tan bộ máy chính quyền của địch, phá vỡ hàng loạt ấp chiến lược, bức rút nhiều hệ thống đồn bốt, giải phóng và giành quyền làm chủ nhiều nơi. Trong các thành phố, thị trấn miền Nam, nơi các lực lượng vũ trang tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đã đánh trúng nhiều cơ quan đầu não, sở chỉ huy, tiến công hàng loạt căn cứ, kho tàng, tuyến phòng thủ, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Những đợt phản công chiến lược của quân và dân miền Nam vào đầu xuân năm 1969 giành thêm nhiều thắng lợi là một niềm vui không gì sánh nổi đối với Bác Hồ, bởi miền Nam luôn ở trong trái tim của Bác. Và trong buổi sáng tháng 5 năm đó, trên con đường xoài hoa trắng nắng đung đưa, Bác vui mừng đón đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, như với những người con đi xa lâu ngày mới có dịp trở về. Có lẽ hôm ấy Bác vui, lòng Bác thanh thản lắm. Mùa thu mưa buồn 1969, suốt mấy hôm dài đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa, chiều nay con lại về thăm Bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Bác Hồ của chúng ta không còn nữa, người đã đi về cõi vĩnh hằng. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh đạo thiên tài, một người thầy vĩ đại. Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đọc: người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí bất khuất,
của nhân dân Việt Nam suốt 4.000 năm lịch sử. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Vinh Việt người, chúng ta thề dương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến với thắng giặc bị xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để có lòng mong ước con người. Xin thề. Biến đau thương thành hành động cách mạng, vâng lời người, cả dân tộc lại anh dũng tiến lên. Trước lúc đi xa, người viết: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài vài năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày ngay. Mùa đông năm 1974, tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam đã thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. Bộ Chính trị họp hội nghị mở rộng tháng 12/1974. Hội nghị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đó là những quyết định có ý nghĩa lịch sử trọng đại của Đảng ta, đề ra phương hướng hành động đúng đắn, thể hiện quyết tâm chiến lược cao giải phóng hoàn toàn miền Nam. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 1975 mãi mãi trở thành mốc son chói lọi trong trang sử huy hoàng của dân tộc. Xe tăng và pháo binh của quân giải phóng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ đỏ sao vàng, nhuộm máu hồng của các chiến sĩ và nhân dân anh hùng lại tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Ngày thống nhất, mẹ gặp lại con, vợ gặp lại chồng, anh gặp lại em. Những giọt nước mắt tuôn chảy, nhưng đó là nước mắt của ngày đoàn tụ sau nhiều năm chia ly cách biệt. Ngày thống nhất, các đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta về thăm miền Nam anh dũng thành đồng, nhưng vắng bác. Bác đi xa. Trước lúc đi, bác chỉ có một ước mơ. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Thi đua là yêu nước. Lời bác gọi năm xưa đã toát lên một chân lý vĩ đại. Qua phong trào thi đua yêu nước, toàn dân Việt Nam đã chiến đấu và hành động, quyết đánh và quyết thắng bất kỳ tên đế quốc nào để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày vui độc lập không có bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, đã biến thành bài ca để các thế hệ chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam.